Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, chọn tuổi xông đất đầu năm không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Xông đất đầu năm với mong muốn có một năm mới nhiều may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc. Trong đó, người xông đất là người mở cánh cửa, mang tới may mắn, tài lộc suốt một năm dài cho cả gia đình. Nếu chọn đúng người xông đất thì tài vận hanh thông, vạn sự đều tốt đẹp. Trong trường hợp quý gia chủ chọn nhầm những tuổi xấu xông đất đầu năm sẽ khiến cho tài vận bị hao hụt, gia đạo bất an, cả nhà lụi bại xui xẻo. Để giúp quý gia chủ tránh được những sai lầm khi chọn tuổi xông nhà đầu năm, trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những con giáp cực độc, cực xui xẻo, cấm kỵ tuyệt đối mời họ xông nhà. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi ngay sau đây. Con giáp xui xẻo đầu tiên mà hầu hết các gia chủ rất sợ họ đến xông nhà đầu năm, đó là những người tuổi Thân. Trong năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Thân vừa phạm vào tam tai lại có kiếp sát thủ mệnh. Vậy nên, đây là con giáp cực kỳ xui xẻo, đại kỵ xông nhà bởi các lý do sau. Kiếp sát có ngũ hành thuộc hỏa là đại ác tinh, chủ quản về hình thương, tai nguy, hung họa, mổ xẻ. Người có sao kiếp sát thủ mệnh là người tính tình nóng nảy, hay làm sự bất bình, tuổi trẻ thường hiếu động, nghịch ngợm, ngang bướng nên thường bị các thương tích, xây xước, vết sẹo do nghịch ngợm đánh nhau. Sao kiếp sát có vị trí luôn nằm trong tam hợp của thiếu dương, tử phù, phúc đức của vòng thái tuế, chỉ tiếp người thông minh, tài năng, không lanh, nhanh nhẹn nhưng lắm tài thì nhiều tật, gặp không ít tai vạ và tật bệnh. Với hình tượng như một con dao nhỏ, một cái kéo sắc bén, chủ về sự phá hoại, gây rối, tổn thương. Kiếp sát hiện ra như một hình phạt mà trời đợi sẵn, là tay sai của Ngài Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Không, sẵn sàng thi hành nhiệm vụ nếu kẻ nào dám làm điều thất đức, sai trái lương tâm, đi sai do với con đường mà Tứ Đức chỉ dạy. Với hóa khí là ác tinh, ngũ hành thuộc hỏa, kiếp sát có sức tàn phá vô cùng ghê gớm. Có đặc điểm gần giống với sao thiên hình, kình dương, gây mất mát và tổn hại vô cùng, khiến cho người đi sai đường nhận được một bài học to lớn, đủ để không bao giờ dám tái phạm, quay trở về theo con đường Tứ Đức chỉ dạy. Về công danh tài lộc, giống như sao thiên hình, kiếp sát chỉ sự mổ xẻ châm chích. Vì vậy, nếu đi với bộ sao y dí tướng, y, quang quý, bác sĩ thì là bác sĩ châm cứu hay giải phẫu, thường trị liệu rất táo bạo hoặc người làm trong lĩnh vực thời trang, may vá, thêu thùa, cắt tóc, tỉa cây cảnh. Hội nhiều sát bại tinh thì dễ trở thành đồ tể, xấu hơn nữa có thể trở thành sát nhân. Với bản tính là dễ nóng nảy và bướng bỉnh của kiếp sát, nên nếu không có cát tinh đi cùng giảm chế thì sẽ dễ trở thành người có công danh không được cao, không được trọng dụng, làm nghề chân tay, giết mổ. Ngoài ra, sao kiếp sát luôn trong tam hợp của thiên không và đào hoa. Ở đây sao kiếp sát cũng thể hiện nghiệp chướng, trong khi đào hoa là duyên thì kiếp sát lại gây họa cho đào hoa khá nhiều. Cũng thể hiện trong chuyện tình cảm, có nhiều vấn đề không được minh bạch. Các hung họa và kiếp sát mang lại, người dễ bị tai nạn, lửa điện, bị điện giật, sét đánh hoặc bị bỏng. Trường hợp này xảy ra khá là nhiều, nhẹ thì bỏng, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Người dễ bị thương tích do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, máy móc hoặc ẩu đả, thương tích, đánh nhau, chơi thể thao. Người dễ bị đau yếu phải đến bệnh viện phẫu thuật, tiêm hoặc truyền. Một số người khác, đặc biệt là nữ giới, gặp hạn có sao này thường tiến hành làm những việc như là phẫu thuật thẩm mỹ, cải thiện sắc đẹp, dung nhan. Càng rõ hơn khi nhập hạn có thêm các sao nhan sắc thì điều này càng dễ ứng. Trường hợp nhẹ nhất không phải là đến bệnh viện, không phẫu thuật, không thương tích, không tiêm chích nhưng bị bệnh và cảm thấy đau đớn cơ thể. Bởi lý do trên nên những người tuổi Thân là một trong những con giáp xui xẻo và không nên chọn làm tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão. Con giáp xui xẻo thứ hai là những người tuổi Sửu. Trong năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Sửu phạm quả tú, chủ về sự cô đơn, đơn độc, phá bại. Quả tú là thần cô độc, là tính đơn độc do chính bản thân cá nhân tạo ra từ tính cách, lối sống, suy nghĩ, xúc cảm của mình. Cho dù có sống với ai, ở đâu cũng luôn bị cảm giác cô độc bao phủ. Không bao giờ tìm được sự đồng điệu vui vẻ thực sự với bất cứ ai. Người có quả tú luôn cảm thấy những người xung quanh không phù hợp với mình.
Cô là sự co lại, đóng lại, thu lại, giữ lại, chất lọc lại. Vì vậy luôn khó khăn để đồng điệu với người khác, còn có nghĩa là cô độc, như là cô lập vô trợ, trơ trọi một mình không ai giúp, không cùng hòa hợp, đứng riêng một mình trơ trọi. Quả tú phù hợp với các vị trí cấp cao hiếm gặp bởi phải có các cách thật tốt trong tử vi. Trường hợp có mệnh, thân quả tú thường khó làm việc chỗ đông người, khó làm nghề sao tế và khó là chỗ để người khác chia sẻ. Cho dù là số tử vi tốt để tìm được người kết hôn thì cũng khó tìm được niềm vui bởi bản tính là người không dễ hòa hợp. Nên có người quả tú khó tìm bạn đời và kết hôn và khó thấy hạnh phúc. Người có quả tú thường rất khó tính, khó chịu hoặc lạnh lùng, bản thân dễ bị thiệt thòi, mất mát, mồ côi, làm cho đơn độc. Người có quả tú nếu gặp lá số tốt vẫn có thể kết hôn và lập gia đình, nhưng khó có thể toan tính cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn. Hoặc là có ước muốn thường quá cao xa, cầu kỳ hoặc không phù hợp với thực tế, hoặc là kém may mắn và thiếu chủ động, tích cực nên không được như ý. Nếu gặp các bộ sao xấu có tính chất tăng tóc, buồn dầu, đơn độc khác như là tăng môn, vũ khúc, phi liêm, kình dương, tuyệt thì càng gia tăng cái xấu. Nếu gặp một số bộ sao đẹp thì cũng phát huy được vài điểm tốt. Và để hóa giải, người quả tú phải cố gắng tiếp cận với nhiều tri thức, mở rộng cái nhìn, tập chấp nhận cái nhìn của người khác, tìm lẽ vui trong niềm vui của người khác, hạn chế đánh giá suy xét theo các góc độ duy ý chí cá nhân và giảm bớt các yêu cầu cá nhân với mọi thứ xung quanh, chấp nhận cuộc sống không có sự hoàn hảo. Nếu không tìm được niềm vui với mọi người xung quanh thì nên tìm đến sự tu hành, cần có thêm một số sao khác như là thiên không. Khó tính kỹ lưỡng, mình làm việc gì cho chính mình thì ưng ý, còn người khác làm thì không cảm thấy hài lòng, có khả năng là ăn uống khó tính, không thích thì không ăn. Sống nội tâm, thường có sở thích riêng nào đó, không chia sẻ tình cảm, không thổ lộ tình cảm. Khó ai hiểu được tính ý của bản thân cho dù là người rất thân với mình như là cha mẹ, anh em, vợ chồng hoặc con cái. Bạn bè thì có thể có nhiều và thông thường có nhiều bạn, nhưng bạn thân thì ít. Giao thiệp rộng rãi nhưng chỉ là giao thiệp mà thôi, ít kết thân, kỹ lưỡng trong vấn đề chọn bạn. Cho dù có tả, hữu đồng cung cũng ít bạn thân. Nếu ai không hợp ý thì thông thường sẽ xa lánh, không giao thiệp hoặc không thèm quan tâm đến. Lạnh lùng, rõ nét khi đồng cung với vũ khúc. Thường ít người thích do lạnh lùng và khó tính. Trên vấn đề hôn nhân, tình cảm thì thường chậm trễ bắt nguồn từ sự khó tính của bản thân, sự kén chọn. Nếu có đào hồng chiếu thì vẫn có người theo đuổi nhưng lại quá kén chọn và bỏ qua nhiều dịp. Gặp thêm vũ khúc thì càng rõ, nhưng cần phân biệt rằng vũ khúc ảnh hưởng mạnh hơn cô quả. Nữ nhân vũ khúc, kình, quả đồng cung thì dễ không chồng do quá khó tính. Nam nhân quả có tú, nữ nhân có quả tú thủ mệnh, nếu không được cắt tinh hóa giải thì dễ đưa đến đơn độc, khắc cha mẹ hoặc khắc vợ chồng hoặc khắc anh em, như không ở gần cha mẹ, vợ chồng, anh em, ly cách với họ, hoặc không thì vợ chồng không con, hoặc quá vợ, quá chồng, nam kỵ cô, nữ kỵ quả. Nếu nam quả nữ cô thì đỡ xấu nhiều hơn, có con thường chỉ có tối đa là hai người, thường là hoặc nam hoặc nữ và con cái không gần với cha mẹ. Đồng cung với vũ khúc thì gia tăng tính cô độc, mọi cắt tinh nhất là hành mộc đều có thể hóa giải tính chất cô độc của cô quả, càng nhiều cắt tinh thì càng hóa giải mạnh. Chính bởi vậy nên những người tuổi Sửu năm 2023 tuyệt đối không nên chọn làm tuổi xông nhà. Năm 2023 Quý Mão mà chọn nhầm hai tuổi này xông nhà sẽ khiến cho gia đạo bất an, hung họa ập đến, khiến cho gia chủ lao đao lận đận. Vậy nên tốt nhất là khi chọn tuổi xông nhà, quý vị hãy tránh xa hai tuổi này ra. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ biết được tuổi nào đại kỵ chọn làm tuổi xông nhà trong năm 2023 Quý Mão. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Năm cũ sắp qua, chúc quý vị và các bạn đón một năm mới 2023 Quý Mão an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!